Thưa quý vị, Thanh Hóa đang đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 15 cho đến 17 tuổi. Sau tiêm có nhiều trường hợp xuất hiện phản ứng và theo ngành chức năng thì đó là những phản ứng thông thường. Theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa, từ ngày 30 tháng 11, toàn bộ 27 huyện, thị, thành phố trên địa bàn Thanh Hóa đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi. Ngành Y tế đã thành lập 3 đoàn giám sát tại tất cả các điểm tiêm chủng theo quy định. Cũng theo Sở Y tế Thanh Hóa, trong quá trình tiêm có 17 trường hợp phản ứng nặng. Đến 9 giờ sáng ngày 2 tháng 12, sức khỏe của 17 trường hợp phản ứng nặng đã ổn định và được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện của các địa phương. Ngoài ra trong quá trình tiêm có một số em xuất hiện phản ứng nhưng là những phản ứng thông thường. Hiện các cháu đã có sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi tại nhà. Riêng tại huyện Hoàng Hóa, trong ngày tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên cho trẻ, tại địa phương này ghi nhận 86 trường hợp phản ứng sau tiêm phải nhập viện theo dõi. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoàng Hóa cho biết, các trường hợp nêu trên có phản ứng nhẹ và phản ứng dây chuyền sau tiêm vaccine và nhập viện theo dõi sức khỏe. Sau quá trình theo dõi sức khỏe ổn định, nên toàn bộ các cháu đã được làm thủ tục ra viện. Hiện địa phương còn gần 2.000 cháu chưa tiêm vaccine và sẽ tiếp tục triển khai trong những ngày tới.